ở trong này thì có anh Tuân có cập nhật về câu hỏi về hướng dẫn lập hóa đơn, điều chỉnh hóa đơn thay thế và hóa đơn sai sót. Viết hóa đơn điều chỉnh có phải giải trình sai sót trên hóa đơn gốc hay không? Thật ra thì trên cái nội dung liên quan đến hóa đơn của anh chị thì nó sẽ có các cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trường hợp mà sai sót thì chúng ta các cái sai sót nó không liên quan đến mã số thuế, không liên quan đến chủng loại mặt hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền và thuế, thì những cái thông tin đấy chúng ta làm cái biên bản giải trình kẹp cùng cái hóa đơn điện tử là ok. Bản chất là gì? Chúng ta lưu ý là hóa đơn điện tử hiện tại bây giờ nó nằm trên hệ thống rồi. Giữa bên mua và bên bán nếu như có xảy ra các cái vấn đề liên quan đến sai sót thì chúng ta thực hiện các cái việc để chúng ta liên quan đến cái việc mà chúng ta bổ sung giải trình. Ngày xưa thì chúng ta là hai bên hóa đơn mà sai thì lập cái biên bản xác nhận về cái vấn đề sai đó kẹp cùng vào khi cơ quan kiểm tra kèm kiểm tra thì ra. Thế còn bây giờ thì điện tử thì chúng ta giao thực hiện ở trên điện tử thôi. Thì những cái vấn đề đặt ra đó là cái biên bản giải trình các cái nội dung sai sót. Bản chất cái nội dung đấy là gì? Là chúng ta chú thích bởi bằng văn bản có ký số trên đó những nội dung của chúng ta sai. Đấy, thì chúng ta kẹp cùng vào cái điều đó. Thì bạn ở nói ở đây là khi mà làm hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế thì chúng ta có cần làm cái biên bản giải trình này không? Thì trong cái văn bản ấy đó là gì? Nếu như mà không liên quan đến cái giá trị hàng, giá trị thuế và mã số thuế thì chúng ta chỉ cần làm cái biên bản đấy là ok. Thế còn trong quá trình khi mà chúng ta sai, chúng ta xuất cái hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế. Đấy, thì nếu như trên cái nội dung điều chỉnh và hóa đơn thay thế thì ở trong văn bản thì cũng không có nói là yêu cầu là có bắt buộc phải làm cái biên bản giải trình hay không, nhưng trong thực tế thì chúng ta nên làm cái biên bản giải trình bổ sung những cái thông tin tại sao chúng ta lại như vậy để khi chúng ta xem trên cái nội dung view trên cái hóa đơn đấy. Đấy, tại sao chúng ta lại điều chỉnh, tại sao chúng ta lại thay thế, thì để người xem kẹp cùng cái nội dung đấy chúng ta thấy nó rõ hơn thôi. Đấy, thì đấy là tôi xin giải thích về cái quan điểm hiểu biết và áp dụng cái văn bản của mình nó là như vậy. Hy vọng rằng các cái nội dung video của chúng tôi sẽ mang lại những cái nội dung hữu ích cho quý vị và các bạn. Các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để nhận được các video sớm nhất từ chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào các video ở trong kênh của chúng tôi nhé. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn.